Thì tôi cũng xin quạt với quý vị một đôi chút, rồi chúng ta cúng rồi chúng ta leo núi. Rồi bữa nay còn một cái thời gian nghỉ ngơi, thì chúng ta đọc lại lời trong một câu tổ thầy. Rồi có thời gian thì mình chia sẻ Phật Pháp trong cái thời gian ngắn thôi, thì thời gian thì cũng không có dài cho lắm ha. Thì quý vị cũng quan hỷ. Thì trước hết tôi xin thông báo cho toàn thể những đồng đạo, ai có đem em cháu mình theo thì quý vị cũng nên bảo quản, bởi vì đường đá rất là treo leo ha, cũng nên giữ cho các cháu nó được an toàn. Thì cái phần thứ hai, thì quý vị coi như muốn đi đâu hoặc muốn lên ghé chỗ nào thăm viếng bà con của mình đó, nhưng thông báo với ban tổ chức chút xíu ha, để bây giờ cái chuyến đi thì nó rất đông, thì quý vị cũng quan hệ. Bây giờ hàng ngày đó mình sống ở dưới đó, mình sống dưới tiểu gia đình thôi, nhưng hôm nay mình sống với đại gia đình thì nó hơi khó chút xíu ha. Bây giờ sáng bây giờ nó cũng trục trặc, cái đó cũng như ngoài ý muốn. Rồi bây giờ lâu lâu rồi xe thì bây giờ xe thì lúc nào nó cũng phải có trục trặc, thì quý vị cũng quan hỷ cái phần đó. Nhưng mà quý vị được sống trong quan hỷ thì mình sống trong hạnh Bồ Tát rồi ha quý vị. Mình sống trong buôn xã thì mình sống trong niết bàn, mà mình sống trong là cũng như từ bi xã thì sống trong Như Lai. Thì bữa nay quý vị mình ráng nha, ráng để mình đoàn kết với nhau để mình đi tiến núi nó được coi như rất là hoàn hảo, thì trở về gia đình. Thì tôi cũng mong muốn quý vị nào đi tiến núi này cũng được phát tâm Bồ Đề, cũng xin tấm của hạnh cho nghe. Vì bây giờ trước khi vô cái chương trình thì thôi, bây giờ duyên đẹp nhờ có muôn hoa, người đẹp nhờ có nếp na, nhìn vàng quý vị cho linh đạo tràng đồng tay cái đàn. Vì chuyến đi hôm nay thì chúng ta đi mục đích là núi Bà Đội. Vì có thời gian tôi xin kể qua cái sử của núi Bà Đội này cho quý vị nắm. Để nhiều khi quý vị mà về nhà rồi cái người thân ở nhà hỏi mình đi núi Bà Đội, rồi núi Bà Đội đó là gì thì quý vị cũng không kể lại được, thì cái chuyến đi của mình nó cũng không được hoàn hảo nha. Thì tôi cũng xin kể lại một chút. Giờ trong đó mình cũng có sinh hoạt thì đọc sấm giảng rồi chia sẻ đạo đức, nhưng mà thời gian thì rất ngắn. Nhưng mà cái núi này thì quý vị biết á, cái chiều cao của nó cũng không có cao lắm, là 251 mét chiều cao. Chiều dài cái núi này là 24 số, chiều ngang là 600 mét. Thì cái núi này cũng chỉ tầm cỡ gọn thôi, chứ cũng không có gì, thành ra mình đi cái đất cũng dễ dàng. Quý vị cứ an tâm, có gì đường đi thì coi như đâu đó có cái thang dễ đi chứ không có gì. Thành ra đó là bữa nay đi chúng ta giếng trên dưới là cái núi này khoảng 5 điểm. Giờ quý vị đi lần lần tới ha, để mình có sự tò mò nó mới có sự hay, có sự thích thúc. Chứ bây giờ mà tôi giới thiệu trước cho các vị biết cái tên là nó không có sự tò mò là nó không có hay á. Là để lần lần mình tới đó cho mình diễn. Vì trước thơ đi hôm nay thì chúng ta đi đâu coi như á là đáo sức thì dân nhập gia thì tụng tụng. Bữa nay mình lên núi thì bây giờ mình cũng nhập gia trên núi, thì bây giờ mình cũng trình nhiếp vị trong quan ở vị sơn tặng ở núi này để chúng ta leo núi. Khi đi khi về đều bình an vô sự. Bây giờ quý vị chuẩn bị tư thế để chúng ta cúng.